Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Audio Phòng ạ. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì em cũng rất là mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em để không bỏ lỡ qua video là bên em. Kênh YouTube Thọ Audio Phòng, số điện thoại 0937 481 666. Chuyên kinh doanh tất cả các mặt hàng liên quan đến âm thanh. Ok ạ. Ngày hôm nay thì em chỉ sưu tập được vài đôi thôi các bác nhá. Vài đôi thôi. Những cái đôi như thế này thì nó thật với các bác biết là đến lúc nó gần như là lúc có, lúc không phải lúc nào nó cũng có các bạn, bởi vì là hàng bãi thì mình sưu tầm được những đôi này là do những cái trường hợp mà nó bị vỡ thùng với thiết mình mới có thể mua loa của nó thôi, còn bình thường thì không có mà mua đâu ạ. Em cũng nói thật với các bác như vậy. Và rất nhiều bác am hiểu về loa thì các bác biết đấy, những cái loa bãi thì thường là những cái chất lượng của nó, đồ Nhật, đồ Mỹ thì là nó chắc chắn nó sẽ cao hơn những cái dòng Trung Quốc rất nhiều thôi nhá. Thì những các bác không biết thì cứ bảo là em ơi sao củ nó nhỏ thế, rồi là em ơi sao nó củ nó han hay là nó xấu. Và các bác này nhìn nè, những cái loa như thế này chẳng hạn, thì bản thân đây em cũng chưa lau chùi vệ sinh gì cả, em cũng chưa lau chùi vệ sinh gì luôn, nhưng em cũng trả lời các bác là những cái loa như này nó có tuổi thọ đến phải tầm 20-30 năm rồi, nên không phải là nó còn được như ngày mới về nhà chồng được đấy. Còn những cái vấn đề như thế này ạ, bên em làm cho các bác, khi nào mà bên em xuất đi cho các bác, bên em làm cho các bác đẹp y như thế này luôn. Đấy, lung linh như này, còn những cái này là do cái đây là cái làm lớp giấy mà, lớp giấy mỏng bên ngoài mà. Có thể cào nó ra xong mình sẽ sơn cho các bác đẹp sạch sẽ cho các bác luôn, các bác về chơi thôi. Cái điều này các bác yên tâm. Đấy, thứ nhất là em đảm bảo cho các bác là tình trạng của loa như thế nào em sẽ báo cho các bác như vậy. Hai là loa xịn là loa xịn, chứ không có những cái chuyện loa Việt Nam với cái loa Trung Quốc vào đây được. Ok. Rồi ok. Đôi đầu tiên đôi này là đôi Techlic các bác nhá, đôi Techlic, mã của nó là EIS, đôi mã số 01, loa này bắt 26 các bác nhá. Tình trạng của loa là zin nguyên, tình trạng zin nguyên. Loa này vẫn có thể lắp được bắt 25 bình thường, kể cả con này lắp bắt 27 vẫn lắp được loa 25 bình thường, bởi vì cái miệng con vành con này nó rộng các bác nhá, vành con nó rộng, thực tế là nó lắp vẫn 25 bình thường vô tư, dòng 25 vẫn lắp vô tư các bác nhá, lắp vô tư luôn. Đôi này là 900k bao ship các bác nhá, 900k bao ship. Ok, loa số 01. Đấy, loa tình trạng zin nguyên. Đấy, những dòng này là dòng toàn giải các bác nhá. Dòng này toàn là dòng toàn giải thôi. Dòng toàn giải. Đấy. Ok, đến đôi thứ hai là đôi Dai U của Hàn Quốc các bác nhá. Đôi U Hàn Quốc bát 21 giá 700k, tình trạng zin nguyên. Có những cái viền này bên em sẽ làm cho bác long lanh cho bác luôn, các bác yên tâm. Đấy. Có cái này nó giấy nó lâu năm rồi là em chưa vệ sinh sơ sơn được cái nào. Các bác yên tâm, có nhà tình trạng em nào để nào để nguyên như vậy cho các bác yên tâm. Đấy, 700k. Đôi này là đôi Techlic bát 22 giá 750.000, gân xếp ngược các bác nhá, gân ngược. Đấy, tình trạng zin hết, tình trạng zin nguyên. Đấy, bát này đôi này là bát chứ không phải là dòng toàn giải đâu, toàn giải nó những cái dòng này thì lên này, cái dòng này thực tế thì cái chuyện toàn giải hay là cái dòng bát thường thì nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều về cái độ âm của nó. Đấy, bát thì là nếu mà củ côn nó to cơ thì nó sẽ chuyển sang bát, còn nó cái dòng mà này nó thực tế là côn nó rất là nhỏ nên là nó cũng hiển như là nó lời là nhiều. Đấy, con này toàn dòng toàn giải quá nhá, dòng toàn giải. Ok, đôi này là đôi Technic là 26,5, dòng 26,5, đôi là 850.000 nhá, 850.000. Đấy, tình trạng zin nguyên quá nhá, 850.000 bao ship. Đấy, tình trạng zin nguyên. Ok. Và đôi này là đôi Chio bát 27. Đấy, Chio bát 27. Đấy, tình trạng con này nón nó bị bẹp úp múp nón mới rồi. Nón bị bẹp úp nón mới, con này bát 27. Rất là to. Đấy. Con này đánh bát cũng là gỗ ấy, chứ không đơn giản đâu. Màng gân sóng. Gân mút và màng sóng. Rất là đẹp. Đôi này là 900k bao ship. Mã số 04 anh em nhá. Con này mã số 06, con này mã số 03. À, Technic này, phát 2 này, con này mã số 02. Và đôi này là đôi lò IEC. Con này tình trạng của nó là màng đã bị thay, thấy không nhá, màng đã bị thay, thay đẹp lung linh cho các bác luôn. Con này nó là hàng của hàng châu Âu, mã số còn nghe uy nguyên này, củ bát gấu luôn, 507 màu, từ là từ đẹp luôn. Đấy, con này thì nó là màng đã bị thay, bị rắn nhấm bị thay, gần kiếp đẹp. Đôi này 500k bao ship, chung con này thì nó quá gấu rồi, bát 13 nhé, bát 13. Đấy, ok.
Đây là đôi này là đôi tích lích nón bạch kim. Món cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Là bạc, nón bạc. Giá 900k. Ngày xưa là cô bao người đi tìm loại này tiếng tốt lắm ạ. Con này nó là màng lối nhá, dòng đặc chủng màng lối, tích lích màng lối mọi người nhá. Là 900k bao ship, còn đôi này 700.000 AU. Con này tiếng làm lời quyết đi. Đấy, bát 21. Con này bát 22, tích lích gần xếp ngược. Dòng tích lích chuyên đời là gần xếp ngược các bác nhá. Đấy. 750.000. Còn đôi 850.000 là bát 26,5. Con này bát thực tế cho bát 26 ạ. 26 26,5 gì đấy. Tích lích 26,5. Mã số 06 giá 850.000. Đôi này Chio của Nhật, một cái là Chio của Nhật. Đôi là 900k. Ok. Rồi, ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Còn tất cả mọi người cứ yên tâm vào những cái viền như thế này, bên em sẽ làm cho bác tiên xì đẹp, cho các bác mịn màng nhưng là dài bé luôn. Ok, tất cả mọi người nhá. Anh nào có nhu cầu mua sản phẩm gì bên em có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0937 481 666 hoặc Zalo cho em mọi người nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.